give what you want, hay là một triết lý gọi là triết lý gieo hạt. Chúng ta hãy gieo những hạt giống tốt ngay từ hôm nay và để ngày mai chúng ta nhận lại những cái quả rất là ngọt đấy. Và để chúng ta có thể gieo được những hạt giống tốt thì chúng ta nhớ được một điều: học tập phát triển bản thân không được điểm dừng. Khi các bạn kỷ luật, tức là các bạn có một cái ý thức để có thể phát triển bản thân, nâng cao các cái giá trị bản thân của mình lên và nâng cao cái kiến thức và những kỹ năng. Và khi mà các bạn đã có những cái kiến thức và kỹ năng này rồi thì đương nhiên nó sẽ hạn chế tối đa những cái sai sót khi các bạn làm việc hay là khi mà các bạn học tập đó, và cái kết quả nó sẽ cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đối với mình thì kỷ luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tất cả mọi việc nói chung và trong học tiếng Anh nói riêng. Kỷ luật sẽ giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Bởi vì khi các bạn áp dụng kỷ luật bản thân vào việc thực hiện một cái điều gì đó, tức là các bạn sẽ có động lực để các bạn kiên trì, để các bạn theo đuổi. Các bạn sẽ không bao giờ trì hoãn. Các bạn sẽ cảm thấy là mình không có cái sự lười nữa, mình bớt lười đi, mình bớt trì hoãn đi. Và mình bớt nói cái sự là mình hối tiếc, mình hối hận. Và giá như thì đấy là một cái điều rất tuyệt vời. Đối với mình thì kỷ luật nó không phải là một điều mà mình phải thúc ép bản thân, bởi vì kỷ luật là lối sống mà mình đã lựa chọn. Bởi vì tôi là người đó cho nên tôi làm. Nếu như mọi người nghĩ rằng kỷ luật là một điều gì đấy khô khan thì các bạn sẽ rất dễ đào thải cái việc mà các bạn muốn làm khỏi cái danh sách công việc hàng ngày. Nhưng nếu các bạn là một người có kỷ luật thì đấy sẽ là việc nghiễm nhiên mà chúng ta cần phải làm. Vậy thì đối với mình đó chính là mình coi mình bản thân mình là một người kỷ luật, coi mình là một người có cái phong cách giống như vậy và mọi thứ nó trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình biết rất nhiều học sinh của mình khi mà các bạn vào các bạn học với mình, các bạn nói rằng cô ơi em nghĩ em không làm được đâu, em không học được đâu, bởi vì em học rất là nhiều trung tâm rồi em thất bại quá nhiều lần rồi. Đó, thì mình có nói là em ơi, bởi vì em chưa thực sự kỷ luật và em chưa thực sự là áp dụng việc kỷ luật bản thân, thiết quân luật, mình hay nói là thiết quân luật hoặc là kỷ luật thép và việc học tiếng Anh. Vậy thì học tiếng Anh giống như việc các bạn tập thể dục. Nếu như các bạn chỉ tập hôm nay rồi ngày mai các bạn lại ăn ngủ sinh hoạt một cách bình thường và các bạn không có cái chế độ luyện tập đều đặn thì cuối cùng cái cân nặng nó vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ. Nhưng mà đối với những bạn mà tập thể dục thường xuyên, giống như cái nhóm mà học tiếng Anh thường xuyên ấy, các bạn chỉ cần dành một ngày 15-20 phút thôi, nhưng khi mà các bạn làm đều đặn hàng ngày như vậy thì cái kết quả nó thể hiện rõ rệt hơn rất là nhiều. Chính vì thế ở La Master sẽ luôn giúp các bạn, hướng các bạn đến một cái sự nỗ lực tập trung không ngừng nghỉ và rèn luyện cái việc học tiếng Anh một cách đúng, đủ và đều thông qua cam kết học tập. Trong cam kết này bọn mình viết rất là rõ những cái yêu cầu cũng như là những cái mong muốn về mặt kỷ luật mà các bạn phải đạt được. Ví dụ như là các bạn phải vào học đúng giờ này. Đó, các bạn bắt buộc các bạn phải làm bài tập này. Chúng ta sẽ phải xem video này, chúng ta phân bổ thời gian thế nào làm bài tập hàng ngày này. Không chỉ là học trên lớp mà còn làm bài tập hàng ngày nữa. Đó, thì cái cam kết này không chỉ là cam kết của học viên mà bọn mình còn có cam kết của giáo viên với học viên rằng là bọn mình phải dạy như thế nào để đạt được kết quả đầu ra. Rồi là bọn mình phải vào lớp với cái phong thái, với cái tâm thế và tư thế như thế nào cho nó phù hợp. Và chúng ta thấy đấy là một cái cam kết ba bên giữa Lang Master, giáo viên và học viên. Thì đấy là điều kỷ luật mà Lang Master có một lời hứa với các bạn. Trong đến bây giờ là Lang Master start từ 2010 và chúng ta đã bước sang năm thứ 12. Năm nay là 2022 là thứ 12. Và trong cái chặng đường đấy chúng ta đã trải qua rất nhiều cái gọi là vấp ngã, những cái khó khăn. Có những lúc mà chúng ta tưởng chừng nó bỏ cuộc. Mà với một cái tình yêu, một cái sứ mệnh là gì? Là chuyển hóa người khác bằng việc thay đổi chính bản thân mình. Với bản thân mình là một người đứng đầu công ty, là một người sáng lập, thì mình luôn có một cái niềm tin, một cái khao khát cháy bỏng, một cái sứ mệnh là gì? Là chuyển hóa người khác thông qua việc mình thay đổi chính bản thân mình. Và Lang Master không chỉ đơn giản là chúng ta dạy về thế này, mà chúng ta chính bản thân chúng ta là những người chúng ta phải thay đổi trước. Chúng ta thay đổi chính mình để chúng ta trở thành những phiên bản tốt hơn và chúng ta truyền cảm hứng cho những người khác để họ có được cái niềm tin, cái tư duy, cái thói quen tích cực và họ trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Và trong cái hành trình bây giờ bước sang năm thứ 12, toàn bộ ban lãnh đạo của Lang Master, các những người lãnh đạo, người quản lý của toàn bộ nhân viên chúng ta đều thấu hiểu sâu sắc một điều rằng cái sứ mệnh giáo dục ấy nó là sứ mệnh chuyển hóa người khác. Và muốn làm điều đó thì cái việc khó nhất là chúng ta phải thay đổi chính bản thân mình, chúng ta phải rèn luyện, chúng ta tu thân. Và đúng là như các thầy cô, như các thầy đi trước nói là gì, cái khó nhất là cái sự nghiệp chồng người. Làm giáo dục của chúng ta có tình yêu, có đam mê với sự nghiệp chồng người thì chúng ta mới thổi hồn được cho những thế hệ đi sau để làm được đấy. Nó giống như những người thầy của mình trước ấy, họ thổi hồn cho mình một cái niềm tin, một cái đam mê, bởi vì bản thân mình cũng đang được chuyển hóa, được thay đổi cuộc đời vì những bài giảng, vì những tấm gương như bạn. Thế mình bắt đầu mình tiếp nối
hoặc là giống như những ngọn nến, mình sẽ tiếp tục là như một ngọn nến, tiếp tục là gì ạ, sẽ thắp sáng cho một ngọn nến tiếp theo. Đấy, thì đó là cái tình yêu của mình dành với cái sự nghiệp giáo dục.